Phi Yến kính chào quý vị khán giả cùng đến với chương trình cập nhật bầu cử Mỹ hôm nay. Giá vàng tăng vọt và tỷ giá biến động, dấy lên lo ngại về triển vọng lãi suất đồng đô la sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng gây bất ngờ. Chính sách tiền tệ của Mỹ đang gây khó khăn cho các ngân hàng trung ương châu Á và thậm chí cả tại Hoa Kỳ. Tình hình này làm cho bức tranh kinh tế trở nên phức tạp. Trong bối cảnh này, chính phủ Tổng thống Biden đang tập trung vào các biện pháp bảo vệ túi tiền người dân, trong khi ông Trump nhận được tín hiệu tích cực từ bang Florida. Tuy nhiên, ông cũng phải đối mặt với rủi ro phản công từ Đảng Dân Chủ, đặc biệt sau những phát biểu gây tranh cãi liên quan đến phá thai. Mặc dù thế, ông Trump không chần chừ trong cuộc chiến truyền thông, như thể hiện qua lời thách thức mới nhất. Theo dõi bức tranh kinh tế và các diễn biến chính trị ở Mỹ trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên, về kinh tế Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng 0,4%, đưa tỷ lệ tăng lên 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu mới này dấy lên nghi ngờ về việc Cục Dự trữ Liên bang có giảm lãi suất trong năm nay hay không. Mặc dù lạm phát giảm kể từ tháng 6 năm 2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn còn do dự trong việc giảm lãi suất sau khi tuyên bố đánh bại lạm phát. Thời gian gần đây, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã cố gắng tuyên truyền về thành tựu kinh tế của Mỹ, trong khi Tổng thống Biden vẫn đối mặt với sự so sánh với ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận. Dữ liệu thống kê cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi đáng kể, nhưng lạm phát kéo dài và những biến động do đại dịch gây ra đã khiến các cử tri không hoàn toàn ủng hộ cách giải quyết của Biden. Trong tháng 3, một nửa mức tăng lạm phát đến từ giá xăng dầu và giá nhà ở, tác động nặng nề đến tâm lý người tiêu dùng. Lãi suất thấp đã thúc đẩy hoạt động mua nhà, nhưng các hạn chế do dịch COVID-19 lại làm giảm hoạt động xây dựng, dẫn đến tăng giá nhà ở Mỹ. Trong 12 tháng qua, giá nhà ở tăng 5,7%. Julia Pops, nhà kinh tế trưởng tại chuyên trang việc làm ZipRecruiter, cho biết giá thực phẩm hiện đang ổn định, giá khí đốt tự nhiên và giá vé máy bay cũng giảm. Tuy nhiên, chi phí nhà ở tiếp tục tăng, tiếp tục làm tăng lạm phát. Trong 3 tháng gần đây, lạm phát cao hơn mức tiêu chuẩn 2%, làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất vào mùa hè. Dù hiện tại, nỗi lo về lạm phát tăng trở lại đang khiến các nhà đầu tư phải chuẩn bị cho một kịch bản mà ít người dự kiến, đó là Mỹ sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Kỳ vọng về việc phép hạ nhanh lãi suất đang dần phai nhạt, chỉ số trên hợp đồng tương lai cho thấy các nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng lãi suất chỉ giảm 40 điểm trong năm 2024 so với mức 150 điểm kỳ vọng ban đầu. Sự giảm nhẹ về lãi suất tạo ra tình hình tiếp thị thảo luận đối với những người tham gia thị trường. Những người đã đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu trong vài tháng qua đang cân nhắc điều chỉnh lại danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán. Mặc dù chỉ số Standard và Poor's 500 vẫn gần đỉnh cao kỷ lục, một số nhà đầu tư đã bắt đầu mua hợp đồng quyền chọn. Ngoài ra, một số nhà đầu tư đang đầu tư vào các cổ phiếu năng lượng và các biện pháp phòng vệ lạm phát khác, trong khi lo ngại về hiệu quả của các cổ phiếu khác đã làm giảm. Các đợt bán tháo kéo dài đã ảnh hưởng đến giá trị của trái phiếu trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 4, với lãi suất kỳ hạn 10 năm đạt mức cao. Theo Price, ông đã điều chỉnh danh mục đầu tư và thoát khỏi vị thế mua các chứng khoán có thu nhập cố định nhằm giảm rủi ro khi lạm phát tăng. Zhao Urey, một chuyên gia chiến lược, cho biết đang tăng cường vị thế trong các cổ phiếu năng lượng, một lựa chọn phổ biến để phòng vệ lạm phát. Chỉ số cổ phiếu ngành năng lượng tăng 17%, vượt xa mức tăng 8,2% của chỉ số chung Standard và Poor's 500. Việc không hạ lãi suất ở Mỹ có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến châu Á, đặc biệt là các khu vực chịu tác động bởi chính sách tiền tệ của Mỹ. Các nhà hoạch định chính sách ở châu Á dự báo rằng Mỹ sẽ hạ lãi suất vài lần trong năm nay. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ lạc quan hơn dự báo, khiến các nhà phân tích mất dần hy vọng. William Burr, một chuyên gia phân tích, nhận định rằng một trong những vấn đề quan trọng nhất ở châu Á là khi nào Ngân hàng Trung ương Trung Quốc sẽ hạ lãi suất và đến mức nào. Tuy nhiên, câu trả lời phụ thuộc vào Washington hơn là Bắc Kinh, vì các nhà hoạch định chính sách biết rằng duy trì lãi suất cao có thể khiến các ngân hàng trung ương khác khó hạ lãi suất, không muốn đồng nội tệ mất giá so với đồng bạc của Trung Quốc. Việc đồng nội tệ mất giá là một rủi ro lớn, đặc biệt đối với các công ty bất động sản. Nếu đồng nhân dân tệ mất giá, việc thanh toán trái phiếu quốc tế sẽ gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn đến một làn sóng phá sản mới. Kế hoạch điều chỉnh chính sách tiền tệ ở Mỹ cũng khiến các ngân hàng trung ương khác ở châu Á phải đối mặt với không chắc chắn. Một khảo sát của Reuters cho thấy các nhà đầu tư đang ngày càng tin rằng đồng tiền của các quốc gia châu Á mới nổi sẽ giảm giá so với đồng đô la. Các giao dịch đặt cược vào sự mất giá của đồng bạc Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc đang tăng lên, với đồng ringgit của Malaysia gặp phải sóng gió khi giao dịch gần mức thấp nhất từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 năm 1998. Ngân hàng Trung ương Malaysia tuyên bố giữ nguyên lãi suất để tránh tăng áp lực lên đồng ringgit. Tình hình ở Nhật Bản đang thu hút sự chú ý nhất, khi đồng yên đang giao dịch ở mức thấp nhất so với đô la Mỹ từ năm 1990.
Diễn biến này làm nổi lên lo ngại về việc Trung Quốc có thể giảm giá đồng nhân dân tệ xuống thấp hơn để thúc đẩy xuất khẩu và giải quyết vấn đề lạm phát. Tuy nhiên, việc này có thể gây ra làn sóng phá sản trên thị trường bất động sản và biến động lớn trên thị trường tài chính. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, tình hình hiện nay gây ra nhiều tranh cãi về việc đối phó với tình trạng này. Trên thực tế, từ sau những năm 1990, hệ thống tài chính châu Á đã được cải thiện mạnh mẽ, với các ngân hàng trở nên minh bạch hơn và các chính phủ tích lũy dự trữ ngoại hối khổng lồ. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phụ thuộc vào đồng đô la, đặc biệt là khi các quốc gia vẫn phải dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng. Các yếu tố này có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường tài chính. Chuyên gia phân tích cho rằng, ngân hàng trung ương các nước châu Á cần chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn. Họ cảnh báo về nguy cơ lặp lại sai lầm của năm 2007, khi các biện pháp khủng hoảng của Mỹ kéo dài quá lâu và gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu. Việc tăng lãi suất có thể khiến nhiều người phải đối mặt với khó khăn tài chính, buộc họ phải cắt giảm các chi tiêu cần thiết như thức ăn và chăm sóc y tế. Nhà ở đã trở nên nặng nề về mặt tài chính, đến mức một số gia đình không còn đủ khả năng trả tiền thuê nhà hoặc các nhu cầu thiết yếu khác và phải xin hỗ trợ để có thể trang trải. Hơn 1/3 người được khảo sát cho biết họ không dám nghỉ lễ do lo lắng về khả năng thanh toán tiền nhà. Một số người Mỹ phải làm thêm công việc hoặc bỏ qua điều trị sức khỏe. Lãi suất thế chấp đã lên đến 8%, mức cao nhất kể từ đầu thế kỷ, và mặc dù đã giảm xuống nhưng vẫn ở mức cao, điều này gây ra khó khăn cho người mua nhà. Trong khi người thuê nhà cũng gặp khó khăn không kém, lãi suất leo thang khiến cho những người mua tiềm năng đẩy lui khỏi thị trường giao dịch và chuyển sang thuê nhà, góp phần làm tăng giá thuê hàng tháng. Một cuộc khảo sát từ Redfin dựa trên ý kiến khảo sát từ hơn 1.490 người hiện cho thấy người Mỹ cần khoảng 114.000 đô la để mua một ngôi nhà thông thường, cao hơn 35% so với thu nhập trung bình của hộ gia đình. Mặc dù con số này đã giảm so với tháng 10 năm trước, nhưng vẫn cao hơn nhiều. Người Mỹ phản ánh rằng hành vi chi tiêu của họ đã thay đổi vì lạm phát. Một cư dân 61 tuổi tại Chicago cho biết bà phải thay đổi thói quen mua sắm và tìm kiếm sản phẩm giá rẻ hơn để trang trải chi phí. Người dân ngày càng giảm chi tiêu tại các cửa hàng tiện lợi như Dollar Tree và các cửa hàng tiện ích khác. Khảo sát tại Mỹ cho thấy khoảng 21% hộ gia đình da trắng và 1/3 hộ gia đình da màu có thu nhập thấp đang gặp khó khăn về chi tiêu hàng ngày. Trong thời đại dịch, các nhà sản xuất thực phẩm Mỹ đang tập trung vào các sản phẩm có khả năng chia sẻ để thu hút nhóm khách hàng gặp khó khăn. Tuy nhiên, xu hướng thắt chặt chi tiêu của người thu nhập thấp đang khiến các doanh nghiệp phải thay đổi chiến lược. Conagra giới thiệu dòng sản phẩm 6 miếng chả gà chỉ với 6,99 đô la. Trong khi Coca-Cola gia hạn thời gian bán khuyến mãi cho dòng nước ngọt dung tích 1,25 lít để thu hút người tiêu dùng quan tâm đến giá cả. Tuy nhiên, chiến lược này chưa đạt được mục đích kích cầu. Ví dụ, sản phẩm cup noodle dưới 1 đô la của Nissin Food vẫn ghi nhận doanh số giảm vào năm ngoái. Công ty Conagra tiếp tục tập trung vào các ưu đãi mua một tặng một và các chương trình khác, cho rằng giảm giá thường xuyên hơn sẽ hữu ích hơn. Công ty này đã tập trung vào việc bán các loại thực phẩm giúp no lâu hơn, dẫn đến tăng doanh số cho các sản phẩm như snack ngô và các mặt hàng hạt hướng dương. Trong khi cuộc sống người dân Mỹ đang gặp nhiều áp lực, một cuộc thăm dò mới đây cho thấy cử tri vẫn tin rằng Tổng thống Joe Biden có thể bảo vệ an sinh xã hội tốt hơn ông Trump. Chính sách an sinh xã hội đang trở thành chủ đề quan trọng, với ông Biden và ông Trump có quan điểm trái ngược về cách tài trợ cho các chương trình an sinh xã hội, Language V. Trong cuộc đua tranh chính trị, Tổng thống Biden đang đối mặt với một thách thức từ phía các thế hệ trẻ hơn. Một số người sinh từ năm 1997 đến năm 2006 tin tưởng vào Tổng thống Trump hơn là Biden, với tỷ lệ 34% so với 27%. Tuy nhiên, các thế hệ lớn tuổi hơn như Boomer và Silent Generation đều ủng hộ Biden hơn, với tỷ lệ 48% so với 35% ủng hộ Trump. Điều này đặt ra câu hỏi về tương lai của chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là khi cơ quan SSA đang đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài chính vào năm 2034. Tổng thống Trump đã gợi ý việc cắt giảm các khoản chi trong chương trình an sinh xã hội, nhưng sau đó đã làm rõ rằng ông không muốn gây nguy hiểm cho chương trình này. Tổng thống Biden cũng cam kết bảo vệ chương trình an sinh xã hội và thông báo về kế hoạch tăng thuế đối với người giàu để mở rộng khả năng thanh toán cho SSA. Khảo sát cho thấy có sự quan ngại về việc bảo vệ chương trình an sinh xã hội trong cả hai phía cử tri. Các thế hệ lớn tuổi hơn có xu hướng ủng hộ chương trình này hơn, trong khi các thế hệ trẻ hơn có tỷ lệ ủng hộ chương trình an sinh xã hội thấp hơn. Các ứng cử viên cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng về cách tiếp cận vấn đề này, vì đây có thể là yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử. Ngoài ra, một điều đáng chú ý là sự lo ngại về tình trạng tài trợ của SSA, khi dự báo cho thấy hai quỹ quan trọng giúp chia trả cho các phúc lợi an sinh xã hội dự kiến sẽ cạn kiệt vào năm 2034. Điều này đã tạo ra một môi trường chính trị nảy lửa, trong đó các ứng cử viên cần phải đưa ra những cam kết cụ thể và kế hoạch hành động để giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh này, ông Trump và ông Biden đã đưa ra những quan điểm khác nhau về việc giải quyết vấn đề tài trợ của SSA. Ông Trump gợi ý việc cắt giảm một số khoản chi để đảm bảo sự bền vững của chương trình,
trong khi ông Biden cam kết tăng thuế đối với người giàu để mở rộng nguồn thu nhập cho SSA. Tuy nhiên, việc này vẫn gây ra nhiều tranh cãi, và cả hai phe đều phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng quyền lợi của người dân được bảo vệ mà không gây tổn thất cho nền kinh tế và ngân sách quốc gia. Language V. Theo khảo sát, 58% người thuộc nhóm tuổi trẻ này cho biết khả năng họ bỏ phiếu cho ứng viên ủng hộ chương trình an sinh xã hội là rất thấp. Để đảm bảo an sinh xã hội, chính quyền của Tổng thống Biden còn phải quan tâm đến việc tạo ra nhiều việc làm hơn trên thị trường lao động. Việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng đóng vai trò quan trọng trong việc này. Theo hãng tin Bloomberg, vào ngày 12 tháng, công ty Samsung dự kiến hoàn tất khoản đầu tư 44 tỷ đô la vào hoạt động sản xuất chip tại Mỹ trong tuần tới. Dự án này là một phần của nỗ lực của chính phủ Mỹ để đưa hoạt động sản xuất chip trở lại Mỹ. Samsung sẽ nhận được hơn 6 tỷ đô la tiền trợ cấp từ chính phủ Mỹ cho dự án này. Khoản trợ cấp này là một phần của loạt tài trợ hàng tỷ đô la từ chính phủ Biden, dựa trên đạo luật sản xuất chip năm 2022. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ công bố kế hoạch mới về các khoản vay sinh viên, giúp hàng triệu người Mỹ thoát nợ. Theo kế hoạch này, không cần xác định thu nhập, khoản vay gốc và tiền lãi lũy kế lên đến 20.000 đô la sẽ được xóa. Tổng thống Biden tuyên bố rằng kế hoạch mới này sẽ giúp giảm nợ cho hơn 30 triệu người Mỹ, bao gồm việc xóa phần lãi tích lũy cho 23 triệu người và xóa toàn bộ nợ thời sinh viên cho 4 triệu người khác. Language V. Tổng thống Biden cam kết giải thoát hàng triệu người Mỹ khỏi nợ sinh viên nặng nề, nhấn mạnh rằng điều này có thể thay đổi số phận của họ, giảm áp lực và tạo điều kiện cho họ gia nhập tầng lớp trung lưu. Ông tuyên bố sẽ không thu học phí với đại học cộng đồng và miễn hoàn toàn các khoản vay sinh viên. Nhóm cử tri cấp tiến của ông Biden đã lâu kêu gọi Nhà Trắng giải quyết vấn đề nợ sinh viên, và chính phủ của ông đã có một số hành động như là bất chấp tòa án tối cao. Tuy nhiên, mặc dù có sự quan tâm đáng kể từ các cử tri trẻ, nhiều người vẫn lo ngại về ưu thế của Tổng thống Biden trong việc giải quyết vấn đề này. Có những tranh luận về việc liệu ông Biden có nên đạt được mức xóa nợ lớn hơn hay không. Các đối lập cho rằng cách tiếp cận của ông Biden là quá mức và ưu tiên cho người vay có trình độ đại học, trong khi những người vay khác không nhận được sự hỗ trợ tương tự. Trong khi đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, cựu Tổng thống Trump cam kết sẽ không ký lệnh cấm phá thai trên toàn quốc nếu tái đắc cử, và chỉ trích luật ở bang Arizona. Nhưng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden nhanh chóng phản bác những bình luận của ông Trump, chỉ ra rằng có thông tin trong quá khứ cho thấy ông Trump sẽ tiếp cận ủng hộ lệnh cấm phá thai nếu ông tái đắc cử. Language V. Trong bối cảnh cuộc bầu cử sắp tới, tranh luận về vấn đề phá thai đang trở thành một trong những điểm nóng quan trọng. Tổng thống Biden đã không ngần ngại chỉ trích đối thủ của mình, Donald Trump, về các lời phát biểu có tính chất gây tranh cãi, đặc biệt là về vấn đề cấm phá thai. Ông Biden đã nhấn mạnh rằng ông Trump đã tán thành lệnh cấm phá thai quốc gia vào năm 2018 và tiếp tục ủng hộ chính sách này. Ông Michael Tyler, giám đốc truyền thông của chiến dịch Đảng Dân Chủ, cho biết Trump liên tục nói dối, đặc biệt là về vấn đề cấm phá thai. Trong khi đó, nhóm cử tri ủng hộ ông Biden đã bày tỏ sự lo ngại về tác động của vấn đề phá thai đến cuộc bầu cử. Một cuộc khảo sát tại Florida đã cho thấy rằng 67% cử tri ủng hộ ông Biden có động lực tham gia cuộc bầu cử, trong khi chỉ có chưa đến 61% cử tri ủng hộ ông Trump cho biết họ sẽ đi bỏ phiếu. Mặc dù cuộc khảo sát của Đại học Emerson tại Florida chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn dẫn trước ông Biden, nhưng sự động viên của cử tri là một điểm đáng quan ngại. Điều này phản ánh một môi trường chính trị căng thẳng và khó lường, đặc biệt là khi vấn đề phá thai trở thành một trong những yếu tố quyết định trong quá trình bầu cử. Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử năm 2024 có thể sẽ chứng kiến một cuộc đua gay cấn giữa hai ứng viên, với vấn đề phá thai là một trong những điểm nóng được đặc biệt quan tâm. Language V. Trong cuộc bầu cử sắp tới, vấn đề phá thai trở thành một trong những điểm nóng quan trọng. Trong quá khứ, quyền sinh sản đã trở thành một vấn đề phức tạp đối với Đảng Cộng Hòa, đặc biệt sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết phụ kiện Roe v. Wade vào tháng 6 năm 2022, các cử tri bảo thủ có chiều hướng ủng hộ lệnh cấm phá thai, khiến cho Đảng Cộng Hòa phải gánh chịu kết quả bầu cử đáng thất vọng. Câu hỏi về quyền sinh sản xuất hiện trong lá phiếu ở Florida có thể dẫn đến sửa đổi hiến pháp của bang, đẩy nhiều cử tri ủng hộ quyền phá thai tham gia bỏ phiếu. Điều này đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho nhóm cử tri ủng hộ Tổng thống Biden tham gia bầu cử. Trong cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump chỉ giành được chiến thắng mỏng ở Florida với khoảng cách 3 điểm. Nhưng quyền lực của Đảng Cộng Hòa ở bang này đã tăng dần trong những chu kỳ bầu cử gần đây. Điều này phần là nhờ sự ủng hộ từ cử tri gốc Tây Ban Nha gần Miami và sự xuất hiện của cử tri bảo thủ từ các vùng Đông Bắc và Trung Tây. Tuy nhiên, những vụ kiện pháp lý vẫn gây rắc rối cho ông Trump. Một thẩm phán ở New York đã bắt buộc ông phải đối mặt với phiên tòa liên quan đến việc trì hoãn phiên tòa hình sự về việc trả tiền cho Stormy Daniels. Các luật sư của ông Trump đã phản đối việc sử dụng tweet của ông làm bằng chứng, nhưng quyền miễn trừ của Tổng thống không ngăn cản việc này. Công chúng đang chờ đợi xem diễn biến của vụ án này sẽ như thế nào. Language V.
Michael Cohen đã chuyển số tiền này để tránh việc Stormy Daniels tiết lộ về cuộc gặp gỡ với ông Trump vào năm 2006. Tuy nhiên, đến lúc này, thẩm phán McKean vẫn chưa ra phán quyết về các luận điểm bào chữa của ông Trump. Các luật sư còn cho rằng công việc của con gái thẩm phán cho một công ty tư vấn chính trị có thể gây ra xung đột lợi ích khi khách hàng của công ty là các thành viên của Đảng Dân Chủ. Vụ án chi tiền mua chuột là một trong bốn cáo trạng hình sự mà ông Trump phải đối mặt trước khi thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc tái đấu vào ngày 5 tháng 11. Ông đang tìm cách trì hoãn thủ tục tố tụng để mọi vụ án được rời sau cuộc bầu cử. Đến nay, vụ án chi tiền mua chuột là phiên tòa duy nhất có ngày xét xử chắc chắn. Đối với các trường hợp khác, như vụ án lật ngược kết quả bầu cử, vụ án tài liệu mật và vụ án gây rối ở Điện Capitol, ông Trump đều phủ nhận tất cả mọi cáo buộc, mặc dù ông Trump đang bận rộn với các cáo buộc pháp lý. Chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa vẫn kêu gọi để nhanh lịch trình tranh luận để ông Trump sớm có cơ hội đối mặt với Tổng thống Biden. Trong một thư gửi lên Ủy ban tranh luận Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Ủy ban đề xuất đẩy lịch trình tranh luận năm 2024 lên sớm hơn để đảm bảo nhiều người dân Mỹ có cơ hội quan sát các ứng viên trước khi bỏ phiếu. Tuy nhiên, đại diện của Đảng Cộng Hòa đã phản đối về tình trạng của người dẫn chương trình, cho rằng họ ghét ông Trump. Ông Trump cũng kêu gọi sự kiện năm nay phải được tổ chức một cách công bằng và khách quan. Ông Trump từng tuyên bố muốn tranh luận với ông Biden bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông Biden cho biết quyết định về thời gian sẽ tùy thuộc vào hành vi của ông Trump. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden cũng lo ngại khi lên sân khấu. Ông Trump sẽ không tuân thủ các quy tắc và sẽ không muốn ông Trump cải thiện vị thế bằng cách xuất hiện trên cùng một sân khấu với ông Biden. Ủy ban tranh luận Tổng thống chưa lên tiếng phản hồi về đề nghị từ Đảng Cộng Hòa, Langwick, V.